Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một model máy chiếu Full HD vừa mới ra mắt trên thị trường Việt Nam, và đây là một trong những thương hiệu máy chiếu ViewSonic công nghệ DLP hàng đầu tại Mỹ. Model tôi xin giới thiệu với các bạn là ViewSonic QCD 7720 HD. Đây là một trong những model sử dụng công nghệ livestream đang được bán khá chạy của hãng ViewSonic. Chúng ta cùng khui thùng và khám phá sản phẩm này. Thì đầu tiên là chúng ta hãy kiểm tra qua các cái linh kiện phụ kiện đi kèm. Đối với hầu hết các cái máy chiếu thì phụ kiện đi kèm bao giờ cũng có remote, dây nguồn, các vega và sách đĩa hướng dẫn sử dụng. Đây là những cái phụ kiện không thể thiếu đối với mỗi cái máy chiếu mới. Các bạn nên lưu ý khi chúng ta đi mua máy chiếu mới là bắt buộc phải có những phụ kiện này. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy ViewSonic QCD 7720 HD được thiết kế với cái tông màu đen hoàn toàn. Đây là một cái màu thiết kế chủ đạo của hãng ViewSonic. Tôi xin phép được nói qua các cái thông số kỹ thuật được công bố từ nhà sản xuất ViewSonic. Với độ sáng được thiết kế là 3200 lumen, hệ số tương phản nó được nâng lên đến 22000:1. Độ phân giải chuẩn là Full HD 1920x1080. Bóng đèn của ViewSonic được thiết kế với công suất khoảng 240W, với tuổi thọ có thể đạt được 10.000 giờ nếu chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. Thì chúng ta thấy được là các cái cổng kết nối trên ViewSonic 7720 đã được thiết kế và tinh chỉnh, và chỉ có một cổng đầu vào duy nhất, đó là cái cổng HDMI, và các cái cổng phụ như cổng USB mini và cái cổng RS232 là những cái cổng control port, là những cái cổng ít khi chúng ta sử dụng. Và cái cổng trên 7720 là cái cổng một cổng HDMI duy nhất. Với cổng HDMI này có tích hợp cái công nghệ MHL cho phép chúng ta có thể kết nối với các cái thiết bị di động khác để chúng ta trình chiếu trên các cái thiết bị di động của chúng ta. Một số cái công nghệ và tính năng nổi bật được tích hợp trên ViewSonic 7720 đó là công nghệ Super Color. Với công nghệ Super Color này cho phép chúng ta có thể thưởng thức được những hình ảnh tự nhiên và đẹp hơn nhiều so với những các cái công nghệ trước đây như công nghệ Brilliant Color mà được tích hợp trên các cái dòng máy công nghệ DLP khác. Đối với công nghệ Super Color thì các cái mảng màu trên cái bánh xe màu của chúng ta được thiết kế với 6 bánh xe màu, và các cái mảng màu được thiết kế lớn hơn giúp máy chiếu có thể trình diễn ra những cái màu sắc nó tự nhiên và nó tươi hơn những cái công nghệ trước đây. Và tôi cũng xin phép được nói thêm, đây là cái công nghệ mà ViewSonic đã đăng ký độc quyền, cho nên là chúng ta sẽ không thấy được các cái công nghệ này trên những cái dòng máy chiếu thương hiệu khác. Cái tính năng tiếp theo đó là Sonic Expert. Với tính năng Sonic Expert này, cái loa của ViewSonic 7720 được thiết kế với công suất lên đến 10W, với cái tần số phát âm thanh được từ là 20 Hz đến 20 kHz, cho phép chúng ta có thể sử dụng ViewSonic 7720 để chúng ta nghe nhạc hoặc là chúng ta nói chuyện trong những cái phòng có diện tích vừa và nhỏ. Và tính năng trình chiếu phim Full 3D đó là một tính năng khá nổi bật, cho phép chúng ta có thể sử dụng ViewSonic 7720 để chúng ta trình diễn hoặc xem những bộ phim Full 3D trên những màn ảnh rộng từ 200 đến 300 inch. Và với những tính năng nổi bật tôi đã giới thiệu cho các bạn như trên thì ViewSonic 7720 xứng đáng là một dòng máy chiếu Full HD để chúng ta lựa chọn để trình chiếu phim trong gia đình hoặc là setup những cái phòng chiếu phim 3D kinh doanh vừa và nhỏ. Các thông số kỹ thuật khác cùng với giá bán kèm theo những chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn được chúng tôi cung cấp trên trang web vnpc.com.vn. Các bạn có thể truy cập trang web để tham khảo thêm các thông tin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.